sau khi máy đã tiến hành khởi động lại thì bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào máy, và những việc tiếp theo của chúng ta sẽ bao gồm là việc cài đặt những cái dịch vụ cần thiết để máy tính của chúng ta có thể trở thành một domain controller. Như các bạn còn nhớ ở cái phần chúng ta học về nâng cấp một máy Win 203 server trở thành một domain controller trong một cái mạng LAN, thì cái phần nâng cấp này nó sẽ gồm có một số bước, mà trong đó bước đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành gọi lệnh DC promote. Và nếu như các bạn còn nhớ thì trong cái quá trình này chúng ta sẽ có rất là chúng ta sẽ có hai bước mà chúng ta cần lưu ý. Nếu mà nhớ lại, chúng ta sẽ biết là nó sẽ cài dịch vụ DNS và đồng thời nó sẽ cài cái Active Directory. Thì Active Directory tức là cái dịch vụ thư mục để mà một trong những cái có nhiều chức năng, và một trong những chức năng cơ bản của nó đó là nó sẽ làm đảm nhiệm cái chức năng là chứng thực và quản lý tập trung tất cả các cái tài khoản dùng để truy cập vào trong hệ thống mạng kết nối các cái máy tính kết nối mạng nội bộ của chúng ta. Và DNS thì chúng ta đã biết rồi, đó là dịch vụ phân giải tên miền. Vậy thì ở đây chúng ta theo như kiểm tra trong phần system và administration của chúng ta ở một service C, thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta đã có chưa có dịch vụ DHCP. Thì một cái máy chủ mạng thì chúng ta có thể kết hợp luôn làm cái DHCP server, hoặc các bạn có thể làm riêng ra cũng được. Thì ở đây chúng tôi sẽ cài đặt DHCP bằng lệnh chương install DHCP. Ở đây đương nhiên là đang có một cái tiến trình chạy lệnh chương này, thì chúng ta có thể kết thúc phần này. Chúng ta sẽ đợi cho nó làm xong thì chúng ta sẽ gọi chạy cũng được. Nếu như mà cái quá trình này chạy lâu quá thì chúng ta có thể vào application và chúng ta chọn system monitor để chúng ta tắt nó đi. Chúng ta chuyển sang process và nó là 3984. Chúng ta có thể cho ID và tìm tới 3984, chúng ta tắt nó đi. Và thay vào đó bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái việc cài đặt từ dùng lệnh. Chúng ta sẽ có zoom install DHCP. Thời quá trình này sẽ bắt đầu tải cập nhật danh sách các cái gói phần mềm về máy, và đồng thời nó sẽ tải cái gói DHCP về cài trên máy của chúng ta. Thì những thứ này, những cái công việc này thì các bạn đã làm quen trong cái bài lab làm về DHCP rồi. Chúng ta không giải thích nhiều, chúng ta chỉ chờ đợi cho đến khi nó cài đặt xong thôi. Ở đây khi mà máy quyết định hỏi là chúng ta có tải về hay không thì chúng ta chỉ việc nhấn yes và tải về, và máy sẽ tự động cài đặt cái gói DHCP lên trên máy server của chúng ta. Trong quá trình này máy sẽ có hỏi chúng ta có nhập các cái key hay không, thì chúng ta đều phải yes để chúng ta gọi key này về. Đây là một cái biện pháp về chứng thực thì gọi phần mềm của chúng ta là đạt chuẩn. Đến đây thì chúng ta đã cài đặt thành công gói DHCP. Như các bạn đã biết thì chúng ta đã cài đặt cái dịch vụ DNS. Tuy nhiên cái gói phần mềm để tiến hành thao tác cái dịch vụ DNS trên môi trường đồ họa thì là chưa có. Nên là chúng ta sẽ cài đặt vào. Và gói này có tên là System /config.
như các bạn thấy ở trên màn hình thì cái việc tải về và cài đặt cái gói system config bin đã thành công. Chúng ta vào system để kiểm tra. Thì như bây giờ các bạn sẽ thấy mục server setting, chúng ta đã có cái mục domain name system. Đây là cái công cụ để chúng ta tiến hành cấu hình cái dịch vụ DNS ở trên máy của chúng ta. Sau khi cài đặt cái công cụ này rồi thì chúng ta sẽ đi đến một cái bước quan trọng đặc biệt để quyết định một cái máy tính có trở thành một cái domain controller hay không, tức là nó tối thiểu nó phải có hai dịch vụ chạy ở trên máy tính đó. Thứ nhất là dịch vụ DNS và phải có hai dịch vụ chạy, thì thứ nhất là DNS và thứ hai là dịch vụ về thư mục. DNS chúng ta có thể chạy ở một cái máy khác được, tuy nhiên mà để một cái hệ thống mà chạy thành công thì chúng ta phải có tối thiểu hai dịch vụ này, chứ không nhất thiết phải cùng trên một máy. Và như vậy cái dịch máy mà đóng vai trò domain controller thì nó phải sở hữu cái dịch vụ thư mục. Đối với Windows thì đó là Active Directory, còn với Linux thì chúng ta có cái dịch vụ là LDAP. Để cài đặt cái này thì do có nhiều cái gói có tên là LDAP, cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ remove software. Trước khi cài cái này thì lưu ý các bạn thì chúng ta có cái đĩa Fedora chúng ta phải kết nối trước vào trong máy. Đây thì các bạn đã biết rồi. Chúng ta sẽ vào cái mục add remove software này và chúng ta sẽ search ở trong cái kho của nó tất cả các cái máy tính, các cái gói phần mềm mà có cái phần mở đầu, phần chữa, phần kết thúc và có chữ LDAP thì nó sẽ hiện ra để chúng ta tùy chọn. Sau khi kết thúc thì phần cập nhật danh sách thì chúng ta đi vào phần giao diện bên trong và bạn có phần search và chỉ gõ đơn giản có vài chữ LDAP thì máy sẽ tiến hành tải tất cả các cái gói về liên quan tới LDAP về trên máy cho chúng ta. Các bạn muốn cài cái gói nào vào thì các bạn chọn vào, tuy nhiên thì các bạn cũng nên chọn theo như video hướng dẫn để sau này khỏi thống nhất với cái bài hướng dẫn của chúng ta. Ví dụ các cái library chúng ta cũng nên chọn luôn. Cái gọi PHP LDAP Admin này là một cái công cụ web để tương tác với cái LDAP và quản lý cái LDAP server của chúng ta, tức là quản lý cái dịch vụ thư mục dùng để chứng thực của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cài như thế này nhưng chúng ta sẽ sử dụng cái gọi Webmin như đã giới thiệu với các bạn ở các bài trước. Để chúng ta cài đặt thì chúng ta sử dụng, nhưng các bạn vẫn có thể cài đặt để các bạn có thể tìm hiểu thêm cho mình. Đây là cái gói dành riêng về cái phần kết nối phát triển. Ở đây có cái gói LDAP mà đi với Samba thì đề nghị các bạn phải chọn gói này, thì sau này chúng ta còn vào cái lớp chia sẻ tài nguyên trên trên mạng thư mục vân vân thì chúng ta phải có đặc biệt gọi Open LDAP Server là các bạn phải chọn. Chúng ta có thể chọn thêm một số cái LDAP khác, ví dụ chúng ta cũng nên chọn, các bạn chọn càng nhiều thì chúng ta lại còn có nhiều công cụ hơn để chúng ta tìm hiểu. Terraforms, Kerberos thì chúng ta cũng làm quen. Vân vân, và các bạn có thể chọn để cài đặt.
bây giờ sau khi các bạn đã chọn đúng rồi thì các bạn chỉ việc nhấn nút apply và chúng ta chỉ nhấn nút continue và sau đó máy sẽ tiến hành phân giải các cái gói này và tiến hành tải từ trên mạng về và cài đặt cho chúng ta. Việc của chúng ta thì chỉ đợi cho đến khi cài đặt thành công là chúng ta kết thúc. Sau khi quá trình tải về hoàn tất thì máy bắt đầu về quá trình cài đặt, cập nhật phần mềm lên trên hệ thống của chúng ta. Đến đây thì cái việc cài đặt cái gói LDAP, Open LDAP Server v.v. Trên hệ thống của chúng ta đã hoàn thành. Việc cuối cùng chúng ta cần làm đó là chúng ta cài đặt Webmin lên trên hệ thống của chúng ta. Thì để cài đặt Webmin thì chúng ta đã có một cái bài lab đã làm về cái này, thì ở đây chúng ta cũng tiến hành làm một lần nữa. Thì các bạn sử dụng trình duyệt để các bạn tìm tới trang Webmin và copy cái đường link đến file rpm, và sau đó chúng ta chỉ dùng lần quick get và chúng ta cài đặt nó thôi. Trước tiên là chúng ta sẽ lấy cái đường link, sau đó chúng ta sẽ dùng lần quick get. Ở đây chúng ta chỉ vào Google, chúng ta gõ Webmin. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trang Webmin. Và chúng ta để mục download. Ở đây chúng ta thấy file rpm dành cho Red Hat và Fedora, chúng ta chỉ việc kích chuột phải chọn copy link location và sau đó chúng ta quick thở ra đưa chuột chọn paste và chúng ta chỉ việc enter. Như vậy máy sẽ chỉ việc là tải cái file này khoảng 15 MB về trên máy và sau đó chúng ta chỉ dùng lệnh rpm -vh để install cái gói này là xong. Giờ tiếp theo sau khi mà đã tiến hành tải về thành công thì chúng ta chỉ việc cài đặt. Cái việc cài đặt cái gói Webmin này chúng ta sử dụng để nhằm mục đích đó là chúng ta sẽ quản lý cái dịch vụ LDAP cũng như config cấu hình cái dịch vụ LDAP, cái dịch vụ thư mục trên cái máy domain controller của chúng ta. Sau này khi chúng ta chuyển sang các cái gói về kiến thức và bảo mật trên thư mục web có sử dụng đến LDAP thì chúng ta sẽ bàn đến cái chức năng đó sau. Còn đối với cái chức năng này trong bài lập này, phạm vi bài lập này của chúng ta đó là chúng ta sẽ xây dựng và sử dụng cái công cụ Webmin này để quản lý cái kiến thức thư mục. Tương tự như khi các bạn ở bên Windows Server các bạn vào Active Directory User and Computer để các bạn tạo nhóm, tạo tài khoản vân vân, thì trên Linux các bạn sẽ sử dụng Webmin để thực hiện cái những cái thao tác này. Như các bạn thấy ở trên màn hình thì chúng ta đã cài đặt Webmin thành công, và để truy cập vào thì chúng ta sẽ đánh https dc và port 10.000. Chúng ta có thể test thử cái Webmin cài đặt của chúng ta như thế nào. HTTPS DC 2.0. Các bạn có thể thay DC bằng 127.0.0.1, tức là địa chỉ loopback trên máy của chúng ta vẫn được.
Ở đây do chúng ta sử dụng HTTPS là giao thức có bảo mật thì chúng ta sẽ chọn Accept this certificate permanently, tức là chấp nhận cái chứng thực này trình duyệt. Ok, để lần sau nó không xuất hiện thì đòi hỏi chứng thực đó của chúng ta. Và như các bạn thấy trên màn hình đây là cái phần cài đặt Webmin trên hệ thống của chúng ta. Và chúng ta sẽ sử dụng Webmin này thay cho cái công cụ Active Directory User and Computer tương tự bên Windows, mà để chúng ta quản lý cái dịch vụ thư mục LDAP của chúng ta. Và sau khi chúng ta đã kiểm tra cái LDAP đã thành công rồi thì chúng ta sẽ tiến hành một số bước sau cùng trước khi chúng ta chuyển sang, đó là chúng ta sẽ chuyển máy của chúng ta định dạng là router. Và định dạng router thì như các bạn đã biết thì chúng ta sẽ thiết lập cái IP forwarding bằng một như ở trong cả cái bài lạc trước chúng ta đã làm. Như vậy chúng ta sẽ chuyển vào sys control và chúng ta sẽ chuyển cái chức năng này thành một. Đồng thời chúng ta cũng sẽ tiến hành tắt luôn cái dịch vụ thư lửa và sau đó chúng ta tắt hẳn thì chúng ta sẽ save config sau khi những bước này xong thì chúng ta tiến hành tắt máy để chúng ta thêm các mạng vào cho máy và tiến hành config cả cái dịch vụ cho đúng theo yêu cầu của chúng ta. Thì cái video hướng dẫn của cái phần cài đặt Domain Controller đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ chuyển sang nhóm các cái bài hướng dẫn về triển khai dịch vụ và nâng cấp máy thành Domain Controller ở các cái video hướng dẫn sau.